Thì bây giờ là trong quá trình mình chờ bò chín đó bạn, thì bắt đầu mình Đức sẽ bắt đầu mình sẽ chiên phần bánh tráng. Cái món này nó mình sẽ có sự kết hợp. Giống như thường thường các bạn ăn những cái món gọi là nem nướng. Nem nướng á thì các bạn mới có biết mua cái bánh tráng này nè, trong hệ thống trong chợ. Thì trong chợ tất cả hệ thống bên chợ ở Mỹ bây giờ, nhất là chợ Việt Nam á, rất là tiện lợi. Rất là tiện, mình mua về mình chỉ chiên thôi. Thì món này mình có kết hợp thêm cái này để làm gì, để mình ăn kèm theo á nó sẽ đỡ ngán, ngoài cái vị bò ra nó còn cái vị giòn, vị rau nữa. Thì ngoài ra mình sẽ còn có thêm nữa là chính là cà pháo các bạn. Cà pháo. Thì các bạn mua trong siêu thị á, cà pháo ngâm nó có rất là nhiều loại. Cà pháo ngâm mà ngâm muối á thì nó khác nha, nó sẽ mặn. Nhưng mà cà pháo này gọi là cà pháo chua ngọt. Thì cái cà pháo này các bạn ăn á, nó sẽ giống như cái dạng cà pháo mà ở Việt Nam mà ngày xưa mình ăn, nó ngâm á, nó không có bị mặn quá mà nó thanh hơn, nó dễ ăn hơn. Nếu như quý vị ở nhà mà biết muối cà pháo thì mình cũng có thể mình dùng cà pháo ở nhà mình ăn cũng được. Đúng rồi. Cà pháo không khó để mà muối, nên mà bây giờ để mình mỗi ngày mình ăn á, thì mình sẽ làm nhiều hơn. Còn không thì mình thể ra siêu thị mình mua một lần thì rất là tiện ha. Thì đầu tiên á, Mạnh Đức sẽ chiên cái phần bánh tráng này lên ha. Cái nào dầu... vậy cho bé tí giúp cho. Rồi bé ok. Chiên cho. Rồi chị giúp em. Thì cái này á, bạn phải nhớ là dầu của bạn phải chiên phải là thật là sôi, tại vì thì cái bánh tráng mình á nó mới đảm bảo là nó mới phồng lên. Đủ chưa? Là sôi đủ rồi chị. Chị cho vô. Wow, đó. Nó phồng thiệt ha. Chị sẽ đẩy cái đũa xuống. Đó, mình đẩy cái đũa xuống cho nó phồng lên. Đó. Mình phải nhấn nó xuống dưới. Dạ mình nhấn xuống dưới. Nhấn đây. Nhấn cho nó ngập dầu vậy thì nó mới phồng được ha. Rồi. Rồi. Quý vị nhớ chọn đôi đũa dài dài nha, ngắn quá nhấn luôn ngón tay là ngón tay nó phồng chứ không phải là rồi, bánh okay. Tráng phồng. Thì bây giờ rồi sao đủ rồi. Đúng mình ha. Sẽ chiên khoảng chừng một ít thôi. Rồi mình sẽ chiên cho nó vừa vàng tới các bạn ha. Nó vàng tới đây là vừa rồi, đừng có vàng quá nó sẽ không có ok lắm. Thì bây giờ cà pháo này các bạn mua về, các bạn sẽ phải cắt sơ phần cà pháo này ra để gì, để cho cái phần cà pháo này của mình á nó dễ ăn hơn. Thì cái cà pháo này á, mình Đức làm mình Đức sẽ không cần cắt lớn quá, mình sẽ cắt để làm đôi vậy đủ rồi ha. Mình sẽ cắt làm đôi vậy thôi để mà mình ăn còn được cái vị của cà pháo. Và mình sẽ trộn sơ với nước mắm để khi mình ăn vô cái cà pháo nó thấm sơ. Nước mắm không là phải là nước mắm pha chế. Dạ, thì trong những cái số kỳ trước á, Mạnh Đức có chỉ các bạn làm một cái loại nước mắm gọi là nước mắm xả chanh. Thì mình sẽ dùng nước mắm xả chanh này để mình ướp cái phần này các bạn ha. Thì các bạn có thể muốn biết được cái công thức làm gì đó thì các bạn có thể trực tiếp các bạn sẽ coi lại cái công thức cũ. Thì các bạn sẽ biết được cái công thức làm cái mắm xả chanh ha. Đó là lý do mà bé Tí cứ nhắc đi nhắc lại khi mà quý vị theo dõi chương trình này, quý vị theo dõi đừng có bỏ sót cái tập nào hết. Là bởi vì mỗi tập Mạnh Đức sẽ nhắc đi nhắc lại, hoặc là có những cái phần mà mình làm các món ăn đó sẽ không có lặp lại, cho nên là mình nên coi những cái tập trước đó mình theo dõi cho kỹ và mình take note xuống để cho khi mà có những cái món ăn mới mà dùng lại những cái đồ cũ đó thì mình biết cách làm. Đúng rồi chị. Thì nước mắm xả chanh á, mình sẽ cho khoảng một muỗng vô đây để mình ướp sơ, để mà cho phần trộn sơ này giống như mình trộn gỏi vậy, để mà cho phần cà pháo mình nó thấm á chị. Thì bây giờ cái phần bò này các bạn mình đã xong rồi các bạn ha. Thì nó đã chín rồi. Mình sẽ dọn ra cái này. Cái này mình sẽ ăn kèm với là một ít cơm ha. Ít cơm nó sẽ dễ ăn hơn, đồng thời nó cũng rất là Việt Nam các bạn ha. Mình sẽ lấy một cái cúp này. Cách này là cách đơn giản nhất để mà mình lấy cái cơm ra mà nó vừa đẹp, nó vừa đặc biệt các bạn ha. Mình sẽ cơ. Rồi. Ít thôi, không được nhiều lắm. Ha. Nó sẽ để cơm tấm lại. Ha, và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ để bò lên. Rồi, nó thêm cho một cây nữa. Bé Tí để ý là Mạnh Đức chỉ có dùng cái rau keo để mà trang trí thôi. Không tại dùng vì... rau khác ngoài cái rau này. Cái rau keo này á, nó ăn á, thứ nhất ngoài nó ngon ra, nó dễ ăn. Thứ hai á là về vấn đề trang trí các bạn. Cái rau keo này trang trí rất là đẹp. Tại vì nó có cái độ nhúng các bạn. Mình sẽ trang trí nó dễ hơn so với những cái loại cái rau khác. Nó sẽ nhìn bắt mắt hơn, nhìn nó ok hơn ha. Mình chỉ cần lấy cái phần lá của nó nha. Trang trí kèm thêm. Không cần quá nhiều. Mình sẽ cho vài cái phần bánh tráng này đi theo.
đây. Cây bánh tráng đủ rồi ha. Và một ít cà pháo. Cà pháo này các bạn sẽ... Cái món này là giữa tay với ta nha. Đây là một cái món gọi là trang trí, thì chúng ta sẽ trang trí theo kiểu Âu, theo kiểu Tây. Nhưng mà thường thường á, mình ăn á, là mình sẽ ăn theo kiểu ta. Để có cà pháo với nước mắm. Rồi mình sẽ có thêm một ít cà pháo ở đây. Chúng ta sẽ cho thêm một ít mắm cơm đây. Và kế tiếp á, chúng ta sẽ lấy cái phần mà là nước mắm xả chanh này các bạn. Chúng ta sẽ cho lên thịt này. Và chúng ta sẽ cho thêm một ít cái này nữa là cái tiêu xanh nha các bạn. Tiêu xanh này á, là mình có thể ra ngoài siêu thị mình mua, mình sẽ ăn. Thì có nhiều người á, họ thích ạn tiêu các bạn, thì họ sẽ cắn những cái hạt tiêu này nè, nó sẽ rất là ngon, hấp dẫn. Bạn thấy không, trang trí mình không cần phải tỉa bất kỳ cái gì hết mà nó vẫn rất là đặc sắc. Thì món ăn thì nó được hoàn thành. Và đây là cái món bò cuốn xả. Nhưng mà ngoài bò cuốn xả thì quý vị thấy trên dĩa còn có thêm bánh tráng rang, rồi cà pháo, rồi rau xà lách. Cơm thì để dưới chân bày giống như, như là một cái volcano vậy đó. Dạ. Thì bây giờ ăn thì ăn bằng cách nào? Cái này vừa tay vừa ta, với tiếp phải bắt đầu từ đâu? Thì bây giờ cái chính á, là mình sẽ đem lấy cho mình sẽ lấy một ít cơm vậy ha. Ít cơm. Mình sẽ chấm ít mắm này. Rồi mình sẽ ở đây là mình sẽ lấy phần bò này. Đó, mình sẽ chấm sơ phần nước mắm. Mình sẽ cuộn sơ nước mắm này. Còn cái bánh chén này á, thực sự bánh chén và rau này mục đích là gì? Là để cho cái trong quá trình mình ăn á, thì mình ăn á, trong muốn ăn á, ngoài vấn đề là ngon ra, cái vị bò ra, thì nó còn thiếu một thứ, chính là cái độ giòn. Thì cái độ giòn là ngoài bánh chén ra, nó còn có cà pháo để mà nó có sự thay đổi. Và ngoài ra có rau, ăn vô nó sẽ không bị ngán đồ ăn. Cho nên tại sao một cái dĩa đồ ăn chính á, là phần cơm và bò, nhưng mà mình sẽ có thêm cà pháo, có thêm bánh chén nó chiên phồng vậy, và có thêm ít rau để gì, để gì trong quá trình mình ăn cái này xong mình có thay đổi qua lại cái khác để mình ăn hết cái dĩa đồ ăn mà mình không biết được là mình bị ngán. Đây là cái cách mà tại sao trong những nhà hàng á, mấy bạn thấy á, là ngoài đồ ăn chính ra nó sẽ kèm theo là salad nè, nó kèm theo những cái loại ăn kèm khác để là gì, để cho cái người thực khách họ ăn họ không có bị buồn chán để trong quá trình ăn, và đồng thời đồ ăn nó sẽ có sự thay đổi, nó sẽ tốt hơn. Rồi em mời chị thử. Rồi thì cũng giống như những cái show trước, thì mỗi lần mà theo dõi mà Đức nấu ăn đó thì bé Tí cứ thấy đói bụng. thì lần này thì cũng không khác như những lần khác, rất là đói bụng và rất là thèm, là bởi vì cái mùi bò mà cuộn vào cái mùi xả mà nướng lên, nó trong đó có thêm cái mùi tỏi mà khi quý vị ướp á, nó làm cho cái mùi thịt nó dấy lên rất là thơm. Cho nên là để bé Tí thử trước nha, rồi khi nào mà quý vị muốn ăn, quý vị thích thì quý vị phải tự làm. Cái này mới là cơm với cà ha. Giờ tới món bò đó, bóc đũa đó thì nó khó khăn lắm. Thôi cho bé Tí xin phép dùng tay nha. Dùng tay thì nó có vẻ dân dã mà ăn nó thật hơn ha. Quý vị biết không, khi mà mình chọn cái thịt phi lê đó, cái thịt phi lê đó thì bản chất của nó đó thì nó rất là mềm, rất là soft. Mà bởi vì Mạnh Đức đó khi làm rất là kỹ, đã lấy ra hết những cái phần gân rồi. Cho nên lúc mà mình cắn nó, cho dù cái miếng nó to cỡ nào mình cắn nó vẫn đứt rất là dễ. Nó thấm cái mùi vị vừa tỏi vừa xả, rồi vừa có cái nước mắm trong đây nữa. Và cái vị ngọt không phải đến từ đường, mà cái vị ngọt là ngọt của thịt. Cho nên khi mà mình cắn một miếng thịt bò vào miệng á, phải nói là tuyệt vời. Và đây là một cái món mà cũng như bao món khác, bé Tí recommend quý vị nấu cho ông xã ăn, hoặc là nấu cho người yêu ăn, nấu cho gia đình ăn, thì có lẽ gia đình sẽ hạnh phúc hơn, đúng không Mạnh Đức? Là đúng rồi chị. Thì cái món ăn này nó khá là đơn giản trong quá trình mình thực hiện. Chỉ có cái là mình trang trí lên làm sao mà cho nó bắt mắt, và cái cách mà để mà mình thay đổi về cái cách ăn các bạn. Thì cái món này ngoài vấn đề là nó đơn giản ra, nó còn có một cái nữa là nhìn nó ngoài ngon và nó phải đẹp. Cho nên chính vì món ăn này nó rất là phù hợp với là người châu Á mình đó. Thì Mạnh Đức hy vọng
thì trong những cái món ăn mà Đức hướng dẫn cho các bạn, mấy bạn có thể làm được, giống như là các bạn có những cái thắc mắc gì có thể gọi trực tiếp về đài để mà có những cái mà thắc mắc của mình, thì mình Đức sẽ trao đổi trong những cái số tiếp để mà giải thích cho các bạn hiểu cụ thể hơn. Và vừa rồi là món bò cuốn sả. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Việt với Leader Sài Gòn TV.